Giỏi quá ta, Bảo đang làm gì con? Rồi được rồi, dừng lại. Nói mẹ nghe, Bảo đang làm gì vậy? Bảo đang làm ốc với ba. Nhưng mà làm cái kệ gì vậy? Lắp ghép cái kệ sách. Kệ sách của ai? Bảo. Đây nè. Đây ba gắn vô cho. Để Bảo làm. Từ cẩn thận nha. Đúng rồi. Mạnh thêm nữa. Từ từ thôi con. Từ từ. Nó mạnh lắm á. Cái này em bé không làm được đâu. Trẻ em. Mày lấy mày cục quá. Từ từ thôi nha con, cẩn thận nha. Vậy giờ. Ủa, nó nặng lắm á. Nó nặng lắm, nó xuống là hết đi. Nó xuống dưới là nặng lắm. Nổi không con? Nổi không? Nổi không? Có cần ba giúp không? Không cần. Ok, được rồi. Thế mới đúng. Mà nó sai nữa. Thì lát mày nữa là xong.